Subaru Forester giảm giá kỷ lục đến 319 triệu đồng, bản full còn 969 triệu chỉ ngang CRV. Giá Subaru Forester tại đại lý ngày càng giảm mạnh, nhưng mức giảm lớn chỉ áp dụng với xe bản 2022 còn tồn kho. Từ khi ra mắt Subaru Forester 2023, nhiều đại lý liên tục chào giảm giá xe bản cũ. Đỉnh điểm là vào cuối tháng 3 này, các đại lý giảm giá mạnh phiên bản cao cấp nhất ESI size còn chỉ 969 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn IL có giá 859 triệu đồng. Trước đó, giá bản ESI size vẫn còn trên 1 tỷ đồng. Như vậy, theo bảng giá trên, Forester phiên bản ESI size giảm giá cao nhất tới 319 triệu đồng. Không chỉ được giảm giá, khách mua xe đợt này còn được đại lý tặng thêm phụ kiện. Forester 2023 ra mắt tại triển lãm ô tô Việt Nam, VMS 2022 hồi tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, những chiếc Forester 2022 vẫn còn tồn nhiều ở đại lý, đặc biệt là phiên bản màu sơn đồng. Chính vì vậy, những chiếc Forester màu đồng có giá thấp hơn 30 triệu đồng so với các màu sơn khác. Nếu so với các đối thủ thì giá Forester ngang hàng với CRV sau ưu đãi. Với CRV, phiên bản cao cấp nhất cũng được giảm giá mạnh còn chỉ 968 triệu đồng, giá có thể chênh lệch tùy từng đại lý. Trước đây, khi mới mở bán, Forester là xe đắt nhất phân khúc, giá cao hơn CRV tới cả trăm triệu đồng. Về cơ bản, Forester 2022 không có quá nhiều khác biệt so với bản mới nhất. Ở ngoại hình, xe có thay đổi chính ở cụm đèn chiếu sáng phía trước và lưới tản nhiệt. Bộ mâm vẫn 18 inch nhưng có thiết kế điệu đà hơn. Nội thất bản Forester cũ và mới còn khó phân biệt hơn, khi gần như không thay đổi gì cả. Đồng hồ analog sau vô lăng, màn hình trung tâm và màn hình nhỏ hiển thị nhiều thông tin vận hành, cho đến từng chi tiết thiết kế nhỏ đều giống nhau. So với đối thủ thì Forester có phần thua thiệt hơn về trang bị tiện nghi, ví dụ như không có màn hình điện tử lớn sau vô lăng hay không có cửa sổ trời. Động cơ bản cũ và mới giống hệt nhau, vẫn là máy 2.0 lít với 154 mã lực và 196 Nm kết hợp số vô cấp CVT. Trên Forester 2023, xe đã được trang bị gói iSight 4.0 gồm 9 tính năng, trong đó có 3 tính năng mới là đánh lái tự động khẩn cấp, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Đây chính là nâng cấp đắt giá nhất trên bản Forester mới. Với những ai không quá quan trọng ngoại hình và năm sản xuất, thì những chiếc Forester 2022 đang được giảm giá mạnh hiện nay sẽ là món hời so với người đã mua xe trước đây. Các đại lý hiện nay vẫn bán song song hai bản Forester 2022 và Forester 2023,